Chào mừng anh em đến với kênh channel của mình nha. Hôm nay mình dắt bạn mấy bạn đến một quán mới, quán Gia Kỳ. Quán này nằm ở dưới Tân Phú. Tân Xuân Nhì. Hiện tại bây giờ tới có tới 6 chi nhánh lận. Cái này là mình ăn chi nhánh nằm ở dưới Tân Phú. Mọi người xem qua cái thực đơn nhiều món lắm nha. Và đây là những cái món khai vị nè. Này chắc cũng khoảng tầm vài chục món. Nè mọi người xem qua nha. Này là có 6 chi nhánh của nó nè. Hôm nay mình ghé chi nhánh ở Tân Phú, mình dùng thử. Này mọi người xem qua không gian quán nha. Rộng lắm. Mình đi buổi trưa nên là cũng hơi là ít người. Đi lần không? Không gian quán rộng rãi, thoáng mát. Hôm nay mình vô dùng thử đồ nướng. Mọi người xem qua thực đơn nha. Này nhiều món lắm nha mọi người. Nói chung là giá cả cũng hợp lý. Để khoảng 2-3 người, tầm 2-3 người vào ăn ok rồi. Đây là mấy cái set đồ nướng nè. Này chắc tầm vài chục món đó. Mọi người xem thực đơn nó rất là dày nha. Nãy mình có kêu mấy lạng tôm. Tôm này mình kêu nướng gì vậy? Tôm nướng ớt to quá. Mấy lạng? Em kêu hình như là 3 lạng đó. 3 lạng. Thôi nè, 3 lạng tôm. 3-4 lạng gì á? Này là tôm nướng sa tế. Mưa ớt à? Ngon quá. To quay tôm ngâm lại. Tôm này tươi lắm nha. Này than nè, nướng bằng than. Bằng than đó. Bây giờ bỏ tôm lên nướng nha. Nếu mà xích ra con. Thơm quá ha. Nó kêu 3 lạng tầm 10 mấy con. 3 lạng tôm, 1 lạng khoảng 49.000. Tôm này tươi lắm. Này mới. Tôm này chín lâu. Nướng lâu. To ghê. Quán rộng rãi lắm nha. Gia Kỳ. Nướng hun khói. Khu vực nhà bếp. Này có khu vực nó đóng phơi nữa anh. See the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We'll be right back.
bò Úc nướng nè mấy bạn. Trời ơi nhìn bò ngon quá ha. Nạc không? Trời ơi nhìn kìa. Để đổi vị cho mình nướng nha mấy bạn. Nè bò. Trời ngon hết trận quá. Wow, cái số bò ngon quá. Để đổi vị đi. Bỏ 2 miếng vô luôn rồi. Bò Úc của Tuấn Thiệt nhìn nó khác bò Việt Nam thiệt. Mà phải Úc không biết. Bò gì mà ngon rồi được. Anh em xin xem là cái thớ thịt bò nó khác. Nhìn nó khác không? Nó lạ không? Lát nữa sẽ chấm nước chấm này. Mình đã lắm mọi người. Do mà ăn đi ngọt cứ bấm bấm bấm. Bò nó nướng ăn kèm với rau nữa nè. Rau với đậu bắp. Mấy cái bò này nước sơ sơ là nó được không? Món này chắc anh em biết rồi đó. Dê. Vì nãy dê hấp gì? Dê hấp tí tô. Dê hấp lá tí tô hả? Mà sao không thấy lá tí tô đâu? Này chắc dê hấp hành mất rồi. Tao kệ nó. Này dê nha anh em. Hết đáng rồi. Xin anh. Mời anh em dùng nha. Dê thì chắc là chấm với chao rồi. Anh em thì chắc ai cũng biết rồi. Có cái món này lạ lạ bò Úc này lần đầu tiên nha. Đã biết cũng lâu rồi nhưng mà bữa nay mới mới ăn thôi. Các bạn đăng ký chia sẻ like cho mình đi. Like nhiều đi. Hiện tại là mình lên 200 người đăng ký là mình sẽ làm một cái con đùi dê. Mình sẽ làm một đùi dê nướng. Món đặc biệt ở đây luôn. Này là chuyên về ở khu vực này ở đây luôn á, quán này á. Ngon lắm mọi người. Chia sẻ đi các bạn, chia sẻ đăng ký nhiều lên 200 người, chỉ cần hơn 200 người hoặc 200 người đăng ký thôi là mình sẽ làm một cái đùi dê. Ai mà may mắn trúng người thứ 200 nha, mình sẽ mời mấy bạn ăn đùi dê cùng mình nha. Ai may mắn trúng người thứ 200 là sẽ được ăn đùi dê nha. Còn ai may mắn trúng người thứ 500 thì mình sẽ mời ăn cua hình đế với hồng đế với mình nha. Ăn thử miếng thịt bò. Nếu bạn ở gần mình mời nha. Wow. Bò chấm với nước nha mọi người. Nước màu đen nè. Nước này không biết cái nước gì. Hay là gì của nó. Anh sốt. Nước gia ti á. Qua anh xuống anh hỏi cái món này của bạn cũng 8 rồi. Này thịt bò nha. Bò Úc đó. Mời anh em. Ngon anh. Thịt bò này nó chắc. Chắc thịt. Nước này nước ngon. Có mùi tạt đó sao? Nước chấm này là nước tương, tương ớt. Tương ớt pha với tương đỏ. Em nghe có mùi tạt à? Ngon lắm. Ngon lắm. Nha. Bò ngon bi. Thịt bò. Chấm này.
Để anh kêu thịt dê, hết thịt dê còn món gì nữa? Không biết nữa. Hỏi nó thử còn món gì nữa. Thịt dê này cũng ngon lắm. Thịt hấp mềm lắm. Ủa chị còn món gì nữa không em? Kiểm tra thấy chị còn cái gì nữa không? Úp con dê này úp. Em các bạn, cái này là để dùng ăn bò á. Như là bò mình quán thêm một miếng rau á mới ngon. Ăn ăn không á nó hơi ngán. Đây các bạn có thể thấy không? Đây là bò nha. Cái nước này là mình theo mình đoán á là nó có mùi tạt. Nó có độ nồng. Tương ớt chứ lại tương tương đen các bạn. Miếng dê là tầm mấy lạng à? Hãy mình kêu miếng dê mấy lạng? Miếng dê mấy lạng? Như 3-4 lạng gì đó. 3-4 lạng. Là hình như 3 lạng. Anh muốn bếp đi được. Anh bếp được. Lần sau đó, lần sau làm món dê nướng siêu cay thì mua một cái ấy nó. Lâu, miếng là lâu chín quá. Miếng là mỏng mà cũng lâu chín. Trở qua chưa? Chín nhưng mà chín từ từ á, chín vô bên trong ăn miếng ngọt. Này là dê nướng mọi nha. Này là mình kêu nãy kêu dê nướng mọi, mình kêu một miếng nguyên á. Ra tự mình nướng luôn, láng mình cắt. Dùng kéo á, cắt ra. Ăn kèm với rau tí tô. Bò. Dê như ăn như tí tô là ngon, đặc biệt ăn như lá tí tô.